Kubota 2402, một cầu, đang có mấy cái xoạt chở rau đi bán các bác. Kéo dàn cày bốn chảo của cơ khí nông nghiệp Vũ Hải đang có mặt tại xã Quỳnh Thọ, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình. Đây là những cái đường cày mở xá đầu tiên các bác ạ. Con máy này thì theo bác chủ máy đến bây giờ là bác ấy cũng đang bảo là năm thứ 6 rồi. Máy một cầu thì các bác biết đấy, nó cũng kém nhiều phần, nhiều thứ nó rất là kém, nó xuống. Nó không có trợ lực, vật nó hơi phê. Máy kéo rất là nhẹ nhàng, mặc dù là sâu đời rồi nhưng mà xem cái cách mà bác ấy sử dụng máy đấy thì cũng khá bảo quản, nghe tiếng máy nổ vẫn còn êm. Con này thì bác ấy có tuổi rồi nhưng mà vô lăng nó không có trợ lực, vật hơi phê. Bác ơi, dừng lại. 1-2 đường nữa là nghỉ nhé. Vâng. Rồi, ok. Chảo đầu nó ăn hơi đất cho nên là em cho cái chảo, cho cái tăng lệch nó xuống một tí nữa. Đó. Như vừa rồi thì cái chảo đầu nó đang ăn gọi là hơi kém một tí. Anh em có thể là sử dụng, xử lý là co ngắn cái chống giữa lại vài ren. Hoặc là anh em chỉnh cho cái tăng lệch bên phải đẩy dài ra 1-2 ren cũng được. Thì chảo đầu nó xuống, chảo cuối đang ăn hơi sâu. Đấy. Khi lắp ở trên mặt bằng thì bao giờ chúng em chỉnh thì như cái dòng mà vặn tay, quay tay như thế này thì phải chỉnh luôn cho nó ngay từ đầu là chảo đầu không ăn đất. Đến cái đường cày thứ ba nó có cái rỗng này thì máy ghé, cày ghé thì tự nó ăn đều. Như bác đây thì bác ấy ăn chơi, bác ấy hàn nguyên một cái khối sắt ở đằng trước và để vài cái sọt rau lên trên. Này là đánh máy cày ra chợ là bán rau luôn thì các bác. Hiện tại như cái dòng 2402 này thì nếu mà như cái dàn cày bốn chảo ở bên em lắp mà đúng như thế này thì đường bờ nó đang để lại khoảng 10 đến 15 phân đấy các bác. Nhưng mà ở đây các bác ấy cũng không cần phải đường bờ quá sạch. Con này nó vẫn còn một cái đoạn ngắn ở đằng sau đít này nữa. Em tháo ra em cho dịch cái chảo cuối này xuống dưới này thì đường bờ nó mới sạch. Như các bác ở trong màn hình các bác để ý xem, như cái con chảo cuối này nó đang bây giờ đang ăn vào một nửa của cái lốp bên trái. Thế nên là nó đang để lại bờ, nó không sạch, nó không sạch bờ, nó đang để lại mất một nửa lốp. Máy cày thì đi rất là nhẹ, đất ở đây thì khô vừa tầm, lên đất vỡ.
trồng rừng mật của bác ấy cũng vất vả. Nông dân, những cái bác làm máy nông nghiệp như thế này này rất là vất vả. Vừa lấy búa đây mà không đóng. Cứ lấy cái gì gõ. Chán. À. Ôi ok rồi. Có khi là anh em chú em quay một đoạn ngắn thôi để lấy cái thước phim nhỏ đăng lên YouTube cho anh em xem cho nó rôm rả cái YouTube của em. Thôi, em xin được kết thúc video tại đây. Cảm ơn các cô chú anh chị, các bác theo dõi video. Các bác nếu yêu mến thì xin để lại một like và đăng ký kênh. Em Long chuyên đi lắp đặt cày chảo.